Xin chào Sen và các bot. Chào mừng các Sen đã quay trở lại với Tiki Pet Store. Chó Poodle Toy hay còn gọi là chó chăn vịt hoặc với tên thân thương là chú chó bông đồ chơi thông minh. Đây là giống chó đang được rất nhiều người nuôi thú cưng lựa chọn hiện nay. Bởi vẻ ngoài vui vẻ, đáng yêu, hòa đồng và rất thông minh. Là một trong những giống chó gia đình tốt nhất mà người yêu thích thú cưng có thể lựa chọn. Vậy chó Poodle Toy có nguồn gốc như thế nào? Đặc điểm ra sao? Và giá bán trên thị trường hiện nay là bao nhiêu? Qua video này mình xin giới thiệu đến những Sen yêu thú cưng về giống chó này nhé. Nếu thấy video hay thì hãy like và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Poodle Toy nổi tiếng là giống chó quý tộc tốt bụng. Những chú chó bông đồ chơi này rất dễ thương cute bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn của chúng và đôi khi cũng bởi những kiểu cắt tỉa tạo kiểu tóc lạ mắt của các Sen. Ngoài vẻ ngoài cute của mình, chó Poodle còn được xem là một trong những giống chó thông minh nhất hiện nay. Chúng có khả năng học hỏi, tiếp thu từ những bài huấn luyện của chủ cực kỳ tốt và không quá ngạc nhiên khi giống chó Poodle Toy được xếp hạng trong top 10 giống chó phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Thông tin chung của giống chó Poodle Toy: chiều cao tối đa 10 inch 25,4 cm, cân nặng trung bình từ 4 đến 6 pound 1.8 kg đến 3 kg, tuổi thọ trung bình 10 đến 18 năm, tính cách thân thiện, hòa đồng, thích hợp với trẻ em, người lớn tuổi, hòa đồng với chó và mèo khác, gia đình, sự thông minh cao, nhu cầu vận động thấp, lối sống hướng ngoại, mức độ sủa chỉ sủa khi cần thiết, nhóm giống Toy, đặc tính của lông chiều dài trung bình, ít rụng và quăn, màu sắc màu đen, xám, kem, trắng, màu nâu vàng, nâu sô cô la gan. Các đặc điểm khác: dễ đào tạo, đòi hỏi nhiều trải chuốt chăm sóc, dễ nuôi trong căn hộ, chịu được thời tiết lạnh và nóng, tốt cho những người mới nuôi thú cưng lần đầu. Về nguồn gốc xuất xứ: về nguồn gốc của Toy Poodle vẫn đang có nhiều tranh cãi. Số đông cho rằng giống chó này có nguồn gốc xuất xứ tại Pháp, bởi giống chó này được chọn là quốc huyền của Pháp. Đó cũng là lý do bạn nghe nhiều người gọi những chú chó Toy Poodle với cái tên khác là chó sủ Pháp. Tuy nhiên, một số tài liệu cho rằng giống chó này thật sự có nguồn gốc tại Đức, nơi chúng được phát triển và nhân giống như những chú chó chăn vịt. Từ Poodle được bắt nguồn từ tiếng Đức Puzelin, bắt nguồn từ đặc tính chăn vịt bắn tung tóe trong nước của giống chó này. Ngày nay, tại Pháp, chó Toy Poodle còn được gọi là Caniche, có nghĩa là chó chăn vịt. Đây cũng là khởi nguồn cho tên gọi cute này ở nước ta. Ở những thế kỷ 15 và 16, những chú chó sủ này chỉ dành cho người giàu và người nổi tiếng. Độ nổi tiếng của giống chó này còn được thể hiện trong bức tranh Sepoy in Oriental Artise của họa sĩ người Đức Oberzet Suze bên cạnh những quý tộc. Đến những năm cuối thế kỷ 18, chó Toy Poodle được bắt đầu ưa chuộng hơn, xuất hiện trong hầu hết các tác phẩm nghệ thuật và trở thành thú cưng của tầng lớp quý tộc Pháp. Vào năm 1887, giống chó Toy Poodle được Hiệp hội Chó giống Hoa Kỳ công nhận là một giống chó riêng biệt. Đặc điểm ngoại hình: nhìn chung chó Poodle Toy so với Poodle Mini Atuze và Poodle Standard đều có ngoại hình giống nhau. Điểm khác nhau giữa chúng chỉ là về kích thước. Chó sủ Poodle Toy là loại nhỏ nhất trong số 3 loại giống chó Poodle thuần chủng. Cụ thể, chú chó bông Poodle đồ chơi này chỉ có kích thước cao không quá 10 inch 25,4 cm và nặng thường khoảng 5 pound, khoảng trên 2 kg. Cả ba loại Poodle mình vừa kể trên đều có thân hình vuông vức, chiều dài bằng chiều cạo của chúng. Giống chó Poodle có nét đặc biệt về cái đầu ngẩng cao cùng đôi mắt trong to màu sẫm trông rất cảnh giác, kết hợp với bộ lông xù quăn có nhiều màu sắc tuyệt đẹp từ đen, nâu, vàng cho đến trắng. Một số có thể có hai màu lông nhưng rất hiếm. Đặc điểm dễ dàng nhận ra nhất của những chú chó sủ này là bộ lông xoăn của chúng. Tính cách của chú chó bông đồ chơi: Poodle Toy cực kỳ thông minh. Chúng thường có xu hướng coi mình là một phần quan trọng trong gia đình, có các tính mạnh mẽ và khả năng học hỏi rất nhanh chóng. Chú chó sủ của bạn sẽ cảm thấy bất bình một cách vô cùng đáng yêu khi cảm thấy mình đang bị loại khỏi hoạt động gia đình. Tuy nhiên, đặc điểm này có thể là con dao hai lưỡi. Poodle Toy là vật nuôi tận tụy trong gia đình, thích trở thành trung tâm của sự chú ý, thích được chăm sóc và dắt đi dạo. Giống chó này tiếp thu rất nhanh trong các bài huấn luyện về sự nhanh nhẹn và phân lời và có thể chơi với trẻ em trong hàng giờ. Do khả năng tiếp thu nhanh, những chú chó sủ này còn có thể tham gia các trò chơi phức tạp hơn như trốn tìm. Mặt khác, Poodle Toy có thể phát triển các hành vi căng thẳng, lo lắng do không được quan tâm hay chia ly. Nếu bạn để chúng một mình quá lâu hoặc không dành cho chúng sự quan tâm chính đáng, chúng có thể trở nên hung hăng và làm những điều mà chúng biết bạn không thích. Một điểm nổi bật của giống chó Poodle Toy mà nhiều người lựa chọn đó là chúng rất dịu dàng và ít sủa. Bạn sẽ không phải lo lắng cho tiếng ồn trong nhà hoặc ảnh hưởng đến hàng xóm. Nhu cầu sống của giống chó Poodle Toy: mặc dù giống chó Poodle Toy được đánh giá là rất năng động và sẽ yêu cầu các hình thức tập thể dục hàng ngày, nhưng với kích thước nhỏ, người nuôi có thể đáp ứng các nhu cầu của chúng ngay trong không gian phòng khách. Theo kinh nghiệm từ những người nuôi giống chó này, chúng rất vui và hài lòng với bất kỳ hình thức và lượng bài tập mà chủ cung cấp cho chúng. Với kích thước nhỏ bé khiến chó Poodle Toy rất thích hợp cho những người yêu thích thú cưng, có thể lựa chọn nuôi trong các căn hộ, và với tính cách hòa đồng, mến khách khiến chúng là người bạn tuyệt vời cho những người cao tuổi hay trẻ em. Chúng sẽ không ngần ngại ngồi chơi với bạn hàng giờ liền. Ngoài ra, giống chó bông sù này còn rất hòa đồng khi trong hộ gia đình có những con chó khác. Trí thông minh và bản tính thân thiện của giống chó này khiến chúng trở nên lý tưởng cho những ngôi nhà có mèo. Poodle Toy yêu trẻ em và thích chơi đùa, nhưng hầu hết các bác sĩ thú y sẽ có một số lưu ý cho những hộ gia đình có trẻ em dưới 10 tuổi. Vì giống chó này khá nhỏ, trẻ em có thể làm tổn thương chúng.
Bạn nên giám sát trẻ em khi các bé chơi với bất kỳ con chó nào và hướng dẫn dạy các bé cách tương tác đúng cách với vật nuôi. Nhu cầu được quan tâm. Với mỗi giống chó, sẽ có những đặc điểm chăm sóc khác nhau. Đối với poodle toy, trở ngại lớn nhất là nhu cầu quan tâm cần được trải chuốt của chúng. Tuy lông của chó poodle ít rụng và không gây dị ứng, nhưng chúng vẫn cần được trải chuốt hàng ngày bởi lông của giống chó này sẽ tự cuộn vào trong. Nó rất dễ bị bết và nếu không được kiểm soát có thể gây ra nhiễm trùng da, dẫn đến phải cạo sạch hoàn toàn. Ngoài việc phải được trải lông hàng ngày, bé cún nhà bạn cần được tắm và cắt tóc từ 4 đến 6 tuần một lần và có rất nhiều kiểu tạo mẫu tóc. Bạn có thể lựa chọn cho chú poodle của mình. Cũng giống như bất kỳ giống chó khác, bạn vẫn cần phải cắt tỉa móng tay cho chúng thường xuyên. Cần đặc biệt chú ý đến phần tai, vì lông của chúng rất dễ mọc ở ống tai dẫn đến hình thành dái tai và bám bụi bẩn rất dễ nhiễm trùng. Điểm quan tâm đặc biệt mà bạn nên lưu ý dành cho giống chó poodle này là về xúc răng miệng. Mặc dù giống chó poodle toy có cùng số lượng răng với hai giống poodle khác nhưng miệng của chúng nhỏ hơn, thức ăn rất dễ bị mắc kẹt ở miệng. Đây cũng là lý do tại sao bạn nên đánh răng cho chú chó poodle toy của bạn 2 đến 3 lần một tuần, tránh bị viêm lợi và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe răng miệng. Các chuyên gia thú y cũng khuyên người nuôi giống chó toy poodle nên cho chúng tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh để tránh tình trạng béo phì. Các đặc điểm sức khỏe. Mặc dù ba giống chó poodle là poodle toy, poodle miniature và poodle standard đều chung một giống nhưng đặc điểm sức khỏe của chúng có phần khác nhau. Trong khi standard poodle dễ bị suy dinh dưỡng hơn, thì toy poodle có thể dễ bị rối loạn đông máu bao gồm các bệnh như von Willebrand và hemophilia. Ngoài ra, giống chó sủ này cũng rất dễ mắc các bệnh phổ biến ở giống chó nhỏ như bệnh Lusa Patella và bệnh Lecavepethe ở chó gây giảm lượng máu cung cấp cho phần đầu của xương đùi. Và cuối cùng, những giống chó kích thước nhỏ có thể dễ mắc các vấn đề về sức khỏe răng miệng hơn. Ngoài việc có nguy cơ sâu răng cao, toy poodle lại ít rụng răng hơn như những chú chó kích thước lớn. Tuy nhiên, những trường hợp những chiếc răng trưởng thành mọc ra khi những răng non chưa rụng, lúc này bạn cần phải nhổ những chiếc răng non ra. Mặc dù có khá nhiều vấn đề sức khỏe bạn cần chú ý, nhưng những chú chó toy poodle thường có tuổi thọ khá cao, từ 10 đến 18 năm. Chó toy poodle có giá bao nhiêu? Chó poodle sinh ra tại Việt Nam trung bình sẽ có giá từ 5 đến 8 triệu, mức chênh lệch phụ thuộc vào có giấy tờ hay không. Chó poodle nhập từ Trung Quốc. Đây là loại chó poodle có giá rẻ nhất, chỉ từ 2 đến 4 triệu và thường sẽ không có giấy tờ chứng minh về nguồn gốc và gia phả, do đó mức độ rủi ro cũng khá cao. Chó poodle nhập từ Thái Lan sẽ có giá từ 10 đến 20 triệu, phụ thuộc vào cún có giấy tờ hay không và yếu tố gia phả. Chó poodle nhập khẩu từ các nước châu Âu có giá khá cao, khoảng 50 đến 80 triệu, chưa bao gồm các chi phí vận chuyển. Cún nhập từ châu Âu thường được các trại chó mua để nhân giống. Trên đây là các thông tin về nguồn gốc, đặc điểm và giá bán của chó toy poodle. Hy vọng với những thông tin mà Tiki Pet Store chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về giống chó son này nhé. Bạn nào có nhu cầu mua thức ăn cho chó mèo thì đừng quên truy cập website hoặc liên hệ với cửa hàng Tiki Pet Store để được tư vấn tốt nhất. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé.